Mình chào anh em, mình giới thiệu anh em một cái quạt của hãng Toshiba. Con này thì nó cũng tương đối hơi xưa xưa thôi. Thì cái này cây này thì nói chung cánh nó zin hết. Cái này nó bị có bị một cái chớp cấn nè, một cái chớp cấn chỗ này nè. Đây, mình cho anh em xem cái chớp cỡ cũ ha, nó bị cấn cho chỉ xíu thôi, còn nhiều là đẹp hết. Cái quạt này tương đối là đẹp hết, nhớt nhau mình chăm hết, mở bò mình vô mới hết. Cái quạt này ngoài ra thì mình sẽ đây, Toshiba đây. Tem ở đây nó có sẽ cây này nó sẽ có được cái mình mình treo được, treo tường được. Cái đế nó cũng còn rất là mới, ba số à, ba số thì mình sẽ xây cho chạy thử cho anh em xem số 3 nha. Chạy cũng khá là êm. Số 3 này thì mình xài máy lạnh thì đã nhất. Trong các dòng số chậm thường thường mấy cái quạt mình xài máy lạnh thì cái số dặn nhỏ nhất nó đẩy đẩy cái máy lạnh gió mình đã lắm. Số 2 nó mình hơn. Số 1 là mạnh nhất, quạt Nhật là đa phần là vậy, số 1 là mạnh nhất. Thân thân nhôm, thân kim loại nha anh em, thân là thân kim loại, cái ốp sau là mũ, phía trước là kim loại luôn. Cái mình cần chỉnh cái khẩu độ cái đầu này mình chỉnh tùy mình chỉnh thôi, mình chỉnh tăng đường cụp lên cụp xuống. Thứ hai mình muốn xài treo tường cây Nhật á, thì mấy cây đa phần lâu lâu nó có những cây treo tường được, anh em treo tường nó cũng tiện lắm. Tại vì bên Nhật á, mình để quạt không mà để bàn không nó cũng hay, mà để treo tường thì mình cũng tiện sử dụng mình nhiều hơn, nhiều chức năng hơn cho mình, cho người lựa chọn sử dụng. Rồi, mình xin chào anh em nào cần thì liên hệ mình. Giật là thì đứng lại. Rồi, xin chào anh em.